Sáng ngày 15 tháng 11, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Chí Nang đã diễn ra ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021 đã được tổ chức trang trọng. Dự ngày hội có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể của xã và đông đủ bà con khu dân cư trong xã, Ngày hội đã diễn ra trong không khí thân tình ấm áp giữa cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Trên địa bàn xã Chí Nang có tổng số 645 hộ gia đình với 2.730 nhân khẩu với tổng diện tích là 6.917 ha. Trong năm 2021, phát huy truyền thống đoàn kết, bà con nhân dân trong xã đã thực hiện tốt 3 không: không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không vi phạm các chuẩn mực ở khu dân cư thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chỉ thị 27 của Bộ Chính trị trong việc cưới, việc tang và lễ hội nhằm nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, cùng nhau đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên thường xuyên thăm hỏi tặng quà gia đình liệt sĩ, gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam, người tan tật và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chí Năng đã chỉ đạo 5/5 ban công tác mặt trận ở thôn bản tuyên truyền đến bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Song song với việc tuyên truyền, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cũng đã phát động 4 đợt ủng hộ về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đợt 1 kêu gọi cán bộ công chức và cán bộ không chuyên trách ủng hộ với tổng số tiền trên 12 triệu đồng và đợt 2 là 350 kg măng tươi, 479 kg gạo và các nhu yếu phẩm là 1.147 kg. Công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên. Người dân trong khu dân cư tích cực trồng cách xanh, bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Tại ngày hội, lãnh đạo đảng ủy đã ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà nhân dân trong xã đạt được trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời mong muốn cán bộ và nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 đặc biệt là phát huy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới, phát huy tinh thần đoàn kết thi đua sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác giảm nghèo và phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại ngày hội, ủy ban nhân dân xã Chí Nang cũng đã khen thưởng và biểu dương cho một tập thể và 50 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và có một tập thể được tặng bằng khen của ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.